Vương Hạc Đệ bị ném đá thậm tệ trong mộ Long, Trúc Tự Đan phải gánh nam chính. Sau khi trailer và loạt poster được đăng tải, bộ phim Mộ Long do Trúc Tự Đan và Vương Hạc Đệ đóng chính đã nhận được nhiều sự quan tâm của cư dân mạng. Bên cạnh đó, phim còn có được sự ủng hộ của Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba do Trúc Tự Đan là gà nhà gia hành. Tuy có phần hình ảnh quảng bá bắt mắt nhưng thời điểm lên sóng, Mộ Long lại bị khán giả quay lưng, nhận về hàng loạt đánh giá tiêu cực, không ít nhận xét chê bai diễn xuất của Vương Hạc Đệ quá kém, thậm chí đơ cứng đến không thể cứu vãn nổi. Bên cạnh diễn xuất gây tranh cãi của nam chính Mộ Long, thì vật cương xuất hiện trong phim cũng khiến netizen phải la ó. Được biết trong Mộ Long, nam chính Vương Hạc Đệ sở hữu sủng vật là một chú mèo tam thể. Tuy nhiên, điều đáng nói là netizen đã dành rất nhiều lời chê bai cho chú mèo này, nói rằng nhan sắc của diễn viên mèo vừa xấu, lại chẳng có khí chất thần tiên. Dĩ nhiên, một số con sen trung thành khác vẫn ra sức bảo vệ cho hoàng thượng, đồng thời tuyên bố không chấp nhận việc kết sam inh. Thật sự không muốn thất lễ với hoàng thượng đâu, cơ mà hoàng thượng này xấu thật. Tại sao đoàn phim có thể cắt tinh chú mèo xấu như thế cơ chứ? Thường mấy sủng vật trong phim đẹp lắm mà. Sao con mèo này nó kỳ thế nhỉ? Trúc Tự Đan đẹp thật. Diễn xuất của cô ấy cũng tốt nhưng tiếc là Vương Hạc Đệ đơ quá. Tưởng chỉ mỗi Vu Mông Lung là đơ khó cứu vãn chứ, hóa ra còn cả Vương Hạc Đệ à. Thật sự xem rất khó chịu vì một chút cảm xúc cũng không có. Ủa mấy người không nghĩ đến cảm nhận của con mèo sao? Mèo cũng biết tổn thương đó. Nhưng mà xấu thật, trước đó khi Ngộ Long chuẩn bị lên sóng, Dương Mịch và Địch Lệ Nhiệt Ba đã cùng share lại bài đăng của Trúc Tự Đan về phim. Trong bài viết của mình, Dương Mịch viết rằng, thật sự mong chờ, tối nay là lên sóng rồi. Bài đăng đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của cư dân mạng, đồng thời giúp Ngộ Long được chú ý hơn rất nhiều. Kế đó, Địch Lệ Nhiệt Ba cũng chia sẻ bài viết của Trúc Tự Đan kèm lời nhắn gửi. Câu chuyện bắt đầu từ hôm nay, nhưng ta vẫn muốn nói, nàng không nên gặp rồng, nàng nên gặp ta. Ngay sau đó, Trúc Tự Đan đã trả lời Nhiệt Ba rằng, Lưu Huỳnh là của Long Vương, còn ta là của nàng. Xong, Ngộ Long vẫn không thể chiếm được tình cảm của khán giả, dù được nhiều tên tuổi lớn trong showbiz hỗ trợ. Quay lại trailer, có thể nói diễn xuất của Vương Hạc Đệ đã bị người xem hoài nghi không ít, cho rằng nam diễn viên vẫn còn hơi đơ. Xong họ vẫn đặt niềm tin vào sự thể hiện của anh ở bộ phim, vì biết đâu đoạn trailer ngắn chưa cho thấy hết được khả năng của Vương Hạc Đệ. Thế nhưng, đến khi tập đầu tiên của Ngộ Long phát sóng, không còn gì có thể phủ nhận được nhận định đó của khán giả, Vương Hạc Đệ quả thật vẫn còn quá non. Sau khi xem cảnh nha hoàn Lưu Huỳnh do Trúc Tự Đan đóng đã ngủ thiếp đi trên người của Uất Chỉ Long Viêm do Vương Hạc Đệ đóng, cả tập 1 của Mộ Long, netizen Trung Quốc đã đổ rằng nữ chính cứ như vừa trộm manơ canh ở khu thương mại về mịch quá ngất trên giường, đủ để thấy mọi người đã thất vọng về diễn xuất của Vương Hạc Đệ như thế nào. May thay, diễn xuất tự nhiên, đáng yêu của Trúc Đan tự đã vớt vát lại phần nào cho bộ phim. Một số bình luận khác của cộng đồng mạng, đúng là người đẹp chỉ để ngắm mà thôi. Hôm trước đã thấy cậu này biểu cảm 100 cảnh như một cảnh rồi, tiếc cho bộ phim, mắt không tiêu cự, mặt không chuyển động cứ tưởng là ai ai, thế này mới thực sự gọi là diễn đơ này mọi người. Nữ chính yêu được rồng máy thì cũng giỏi đấy. Mặc dù được nhiều nghệ sĩ nhà gia hành ủng hộ như Nhiệt Ba, Dương Mịch, Hoàng Mộng Oánh, Hầu Minh Hạo, Tống Nghiên Phi, song Mộ Long của Trúc Tự Đan vẫn đang nhận về rất nhiều nhận xét tiêu cực. Hy vọng trong những tập phim sắp tới, Vương Hạc Đệ có thể cải thiện diễn xuất của mình để làm hài lòng khán giả.